Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 360 độ thể thao cùng nhịp đập thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Câu chuyện của ngày hôm nay chắc chắn vẫn xung quanh câu nói thật tự hào Việt Nam vô địch. Hành trình tại AFF Cup năm 2018 đã khép lại một cách đầy ngọt ngào với đội tuyển Việt Nam và với người hâm mộ bóng đá cả nước. Vâng, và tất nhiên người hâm mộ bóng đá Việt Nam, người hâm mộ thể thao Việt Nam quan tâm tới điều gì? Bản tin 360 độ thể thao cùng nhịp đập thể thao của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả những điều đó. Hãy cùng xem tin chính trong bản tin 360 độ thể thao cùng nhịp đập thể thao ngày hôm nay có những điều gì thú vị. Những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay: đội tuyển Việt Nam tạo nên cái kết viên mãn cho năm 2018 thành công rực rỡ của một tập thể đầy tài năng. Huấn luyện viên Park Hang-seo được bầu chọn là một trong 12 nhân vật của năm 2018 tại Hàn Quốc. Các cựu cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008 tiếp lửa cho các đàn em trên sân vận động Mỹ Đình. Trong bản tin ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ những người hùng của đội tuyển Việt Nam. Em mong rằng là khán giả Việt Nam, những người yêu bóng đá cũng như là toàn người dân Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và sát cánh với đội tuyển. Kỳ chờ đợi, một Mỹ Đình chờ đón. Vâng, giờ thì sau một thập kỷ chờ đợi, Mỹ Đình đã vỡ òa rồi. Còn chúng ta, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, một ngày sau khi có được chức vô địch AFF Cup năm 2018 cho đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại hình ảnh mà chắc chắn là xem rồi, xem lại, xem mãi vẫn không thấy chán. Hình ảnh từ trận đấu chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra vào tối ngày hôm qua. Không khí hào hùng của 10 năm trước một lần nữa được tái hiện trên sân Mỹ Đình tối qua. Đội tuyển Việt Nam bước vào sân thi đấu trong sự chào đón của biển cờ hoa rực đỏ. Đây có lẽ là khoảnh khắc thiêng liêng nhất khi quốc ca Việt Nam được đồng thanh cất lên. Mỹ Đình tối qua không chỉ có bóng đá mà còn là nơi để thể hiện sự tự hào dân tộc. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng trong sự kỳ vọng lớn lao của hàng triệu triệu khán giả nhà. Và tất cả đã có một trận đấu để đời. Những khán đài như muốn nổ tung, những tiếng reo hò không ngớt khi anh Đức ghi bàn. Cảm xúc đã phải chờ đợi quá lâu để được bộc phát. Giây phút này là niềm ao ước của tất cả các cầu thủ trong sự nghiệp thi đấu. Nhưng Mỹ Đình tối qua không chỉ có niềm vui mà còn có cả những khoảnh khắc khiến những người cứng rắn nhất cũng phải thót tim. Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có một trận đấu xứng đáng được gọi hay nhất trong sự nghiệp. Và đây là những gì diễn ra khi trọng tài nổ hầu còi kết thúc trận đấu. Lẫn trong niềm vui sướng tột độ còn có cả những giọt nước mắt của hạnh phúc. Trận chung kết kết thúc đúng như những gì mà các cổ động viên Việt Nam chờ đợi. Chức vô địch xứng đáng thuộc về đội tuyển Việt Nam. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2018 thuộc về Quang Hải. Nhưng còn có một phần thưởng nữa không được sướng lên tối qua. Đó là danh hiệu đội bóng quốc dân dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo do tất cả những người dân Việt Nam bầu chọn. Vâng, sau trận đấu ngày hôm qua thì không biết là mấy giờ anh Hiến đi ngủ ạ? Vâng, hôm qua là một ngày tuyệt vời của bóng đá Việt Nam và tôi tự đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta không kéo dài một ngày tuyệt vời đó sang tận sáng ngày hôm sau. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam giống như tôi thức trắng đêm để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Vâng, làm sao mà có thể dễ dàng ngủ được khi mà chúng ta có một cái tâm trạng lâng lâng như vậy. Thế còn những người đã mang lại niềm vui cho các cổ động viên Việt Nam thì sao? Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ lại tất cả trong khoảnh khắc vỡ òa và ngọt ngào của ngày hôm qua. Nếu quý vị và các bạn muốn biết chiến thắng có mùi vị như thế nào thì đây có lẽ là câu trả lời. Nhìn tất cả các tuyển thủ sung sướng thay nhau tận hưởng, đủ biết mùi vị chiến thắng ngon như thế nào. Tối qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có nhiều thời gian để trải lòng mình sau chức vô địch lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Nhưng các cầu thủ có lẽ đã vào phòng thay đồ. Ở
quãng đường di chuyển lâu nhất với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi diễn ra AFF Suzuki Cup 2018 không phải từ Việt Nam sang Lào, Malaysia hay Philippines thi đấu, mà là từ phòng thay đồ ra xe buýt tối qua. Biển người hâm mộ đã đợi sẵn để chúc mừng và chia vui với những người hùng. Sau khi đã mỏi chân thi đấu thì giờ đến lúc các tuyển thủ phải mỏi tay, ký tặng và tạo dáng cùng người hâm mộ. Bài hát Việt Nam ơi được tác giả sáng tác không phải để dành riêng cho bóng đá. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2018, nó dường như đã được mặc định thuộc về các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sau một loạt thành công trong năm 2018 thì bóng đá Việt Nam tiếp tục khiến cho báo chí quốc tế phải nhắc đến mình với chức vô địch tại AFF Suzuki Cup năm 2018. Rất nhiều hãng thông tấn báo chí quốc tế đã dành rất nhiều bài viết về thành công của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là không khí ăn mừng cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam. Tờ báo lâu đời nhất của Malaysia là New Straits Times với tiêu đề Rồng vàng đánh bại Malaysia giành cúp AFF đã viết rằng giấc mơ của đội tuyển Malaysia đã tan vỡ tại Hà Nội. Tác giả cho rằng một lần nữa, Malaysia giữ bóng nhiều hơn nhưng không thể tận dụng lợi thế đó. Báo chí Hàn Quốc cũng có một loạt bài viết về chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Đài SBS bình luận, đội tuyển Việt Nam đã chính thức đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018. Các trang báo lớn của thế giới như ESPN không chỉ nhanh chóng đưa tin về chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, mà còn ghi nhận không khí lễ hội bao trùm khắp đất nước Việt Nam khi các cổ động viên đổ ra đường ăn mừng suốt đêm. Trang chủ AFF Suzuki Cup còn có bài viết về riêng thủ môn Đặng Văn Lâm sau chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Tiêu đề của bài viết là ngôi sao của Việt Nam Đặng Văn Lâm, bố mẹ của tôi đã hồi hộp đến nỗi đi nhà thờ cầu nguyện thay vì xem trận đấu. Đặng Văn Lâm có lẽ là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam không có người thân cổ vũ trên khán đài sân vận động Mỹ Đình. Với thành công có được cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2018, đặc biệt là sau chức vô địch AFF Cup năm 2018 vào tối ngày hôm qua, thì không ngạc nhiên khi huấn luyện viên Park Hang-seo là một nhân vật được quan tâm rất lớn tại đất nước Việt Nam. Còn tại đất nước Hàn Quốc, quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo thì sự quan tâm dành cho ông cũng lớn không kém. Và mới đây thì ông được Hiệp hội Nhà báo Hàn Quốc bầu chọn là nhân vật của năm. Với những công hiến đưa bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành công trong năm 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được Liên đoàn Nhà báo Hàn Quốc bầu chọn là nhân vật của năm 2018. Đây là giải thưởng tôn vinh những nhân vật đã có những thành tích vượt bậc, trở thành niềm tự hào của đất nước Hàn Quốc trong một năm. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo ở Việt Nam khiến nhiều người Hàn Quốc tự hào. Thậm chí đài SBS Hàn Quốc còn mua bản quyền các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 để phát sóng và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía khán giả. Các thông tin về huấn luyện viên Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam cũng lọt vào danh sách từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên một trang chủ phổ biến ở Hàn Quốc. Danh hiệu của huấn luyện viên Park Hang-seo càng trở nên thuyết phục khi ông cùng các học trò ở đội tuyển quốc gia Việt Nam đã chính thức giành chức vô địch AFF Cup sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Malaysia 1-0 trong trận chung kết lượt về. Giờ đây, huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ là thần tượng của người hâm mộ Việt Nam, mà tên tuổi của ông sẽ còn được biết đến sâu rộng hơn nữa ở đất nước Hàn Quốc. Ông Park Hang-seo đã vâng, một chiến thắng xứng đáng và đầy ngọt ngào dành cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã mang đến rất nhiều giây phút tuyệt vời cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cả ở trong nước lẫn những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Hãy cùng theo chân các phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam để xem không khí ăn mừng chức vô địch của AFF Suzuki Cup năm 2018 của các kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Vâng, được hô to những tiếng Việt Nam vô địch ở nước ngoài thật là xúc động và tự hào. Ngày hôm qua thì người dân cả nước đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với một góc nhìn khác ở thành phố Đà Nẵng. Thế nhưng hãy cùng xem là những người bạn Hàn Quốc của chúng ta ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam như thế nào. Tình yêu, niềm vui bóng đá kéo gần lại tất cả mọi sự xa xôi, nơi mà sự tự hào không còn chỉ của riêng những con người Việt Nam.
Tôi yêu Việt Nam và tôi cũng rất tự hào khi ông Park đã góp phần đưa Việt Nam giành cúp vô địch. Tôi rất tự hào về điều đó. Chúng tôi rất vui mừng vì đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Xin chúc mừng ông Park Hang-seo. Tôi tự hào vì ông Park được bình chọn là nhân vật của năm tại Hàn Quốc. Còn các bạn Việt Nam thật tuyệt vời. Một con người của đất nước Hàn Quốc nhưng đã khoác lên mình màu cờ sắc áo Việt Nam. Niềm tự hào Việt Nam. Cảm ơn ông, huấn luyện viên Park Hang-seo. Vâng, sau 10 năm chờ đợi thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lại được ăn mừng trước vô địch tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. 10 năm trước thì những cái tên như Dương Hồng Sơn hay Việt Thắng đã mang đến rất nhiều cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và bây giờ thì những cái tên này đã trở thành những người hâm mộ được ăn mừng trước vô địch do chính những đàn em mình mang lại. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trong đó có trận chung kết AFF Cup năm 2008. Ngày hôm qua, sân bóng này đã chào đón sự trở về của những người hùng 10 năm trước. Thủ môn Dương Hồng Sơn, tiền vệ Phạm Thành Lương, tiền đạo Quang Hải, Việt Thắng giờ đã làm những công việc khác nhau. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng khi trở lại sân Mỹ Đình, chứng kiến không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, các anh không thể giấu nổi cảm xúc bồi hồi xúc động. Lâu rồi Hải mới có dịp quay lại sân đấu Mỹ đi Mỹ Đình này. Thế với Hải là thật sự một cái cảm giác rất là khó tả. Thật sự ngay lúc này không những Hải mà các anh em ngồi đây thật sự là rất là muốn mang giày và chạy xuống dưới sân. Rất đông khán giả đã có mặt lúc trước thì đúng là rất là kỷ niệm đó, ùa về mà bước ra sân nhìn cầu thủ ra sân thì thật sự là rất là cảm xúc cũng như mới như ngày nào. Với cá nhân tôi thì tôi dùng người là tôi yêu lứa này thật sự rất giỏi. Lúc ra sân hay là để cảm giác wow như này, cái cảm giác là mình rất là hưng phấn. Nhưng bây giờ mình ngồi lên để xem các em thì cái cảm nhận được là cái sức nóng của người sân nó như nào, cảm thấy là tự hào về các em. Xin chào Văn Quyết và Quang Hải. Đầu tiên xin được gửi lời chúc mừng tới Văn Quyết, Quang Hải cũng như là đội tuyển Việt Nam với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 vừa giành được. Tôi có thể nhìn thấy ngày hôm nay thì trong trường quay có một chiếc cúp mà đội tuyển Việt Nam vừa giành được vào ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm mà đội tuyển Việt Nam có cơ hội chạm tay vào một chiếc cúp danh giá. Vậy thì với cá nhân Văn Quyết thì anh cùng với toàn đội có cảm xúc như thế nào khi được nâng cao chiếc cúp này ạ? Và nói thực là ở cái thời điểm hiện tại thì toàn thể anh em cũng rất là vui mừng. Thứ nhất là mình đã nỗ lực và đã mang lại cái vinh quang, cái tự hào cho 90 triệu dân Việt Nam. Đấy là cái niềm hạnh phúc mà của toàn thể đội bóng. Thì với Quyết nghĩ thì cái nơi đầu tiên thì Quyết muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hâm mộ, những người đã luôn luôn ủng hộ đội tuyển và dõi theo đội tuyển, và đặc biệt là những cổ động viên đã rất là nhiệt tình đến sân cũng như là đi sang các nước bạn để ủng hộ đội tuyển. Thì với Quyết nghĩ thì cái chức vô địch này cũng là một cái chức vô địch xứng đáng để gửi đến tất cả những người hâm mộ đã yêu mến đội tuyển. Vậy còn Quang Hải thì sao? Năm nay là một năm với rất nhiều những vinh quang, từ huy chương bạc U23 châu Á tới top 4 ASEAN và giờ là chức vô địch của AFF Suzuki Cup 2018. Vậy thì danh hiệu này có ý nghĩa như thế nào đối với Quang Hải? Đối với cá nhân em cũng như là toàn đội thì đây là một danh hiệu là hết sức là to lớn. Em nghĩ là đây là một cái thành tích mà tất toàn người dân Việt Nam đã chờ đợi rất là lâu, và toàn đội đã cố gắng để thể hiện từng trận đấu để đem lại cái niềm vui cho người hâm mộ của Việt Nam. Rõ ràng là chức vô địch mới là phần thưởng xứng đáng nhất, phải không? Trở lại với đội tuyển Việt Nam thì tại giải đấu năm nay thì chúng ta đã trải qua 8 trận đấu bất bại. Cá nhân Văn Quyết với tư cách là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam thì anh đánh giá như thế nào về màn trình diễn của toàn đội tại giải đấu năm nay? Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam có cái sự đoàn kết, có cái sự quyết tâm rất là cao, và đặc biệt là luôn luôn tuân thủ chiến thuật của ban luyện. Thì 8 trận bất bại đấy là một cái thành tích rất là tốt của đội tuyển, nhưng với Quyết nghĩ thì anh em cầu thủ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để mình
luôn luôn duy trì được cái thành tích này và sẽ đạt được những cái thành tích mới. Nói về sự cố gắng và nỗ lực thì tôi tin chắc rằng một trong những cầu thủ có sự nỗ lực nhiều nhất chính là Quang Hải. Chúng ta không thể đếm được hết số lần mà Quang Hải bị phạm lỗi trong một trận đấu. Vậy thì Quang Hải, điều gì đã giúp cho Quang Hải có được một cái sự mạnh mẽ, sự tự tin và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất tại cái giải đấu năm nay? Thật sự đối với cá nhân em thì mỗi khi được giao một nhiệm vụ ở từng vị trí thì em luôn cố gắng thi đấu tốt với cái vai trò của vị trí đó, và em khi vào sân thì chỉ cố gắng là làm sao để có thể giúp ích được phần nào cho đội tuyển. Chúng ta đã nói về các cầu thủ, về gia đình, về bạn bè, nhưng mà có một yếu tố chắc chắn là làm nên thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup vừa rồi, đó chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. Văn Quyết đã từng trải qua rất nhiều thời huấn luyện viên, vậy anh đánh giá như thế nào về huấn luyện viên Park Hang-seo? Nói về thầy Park thì thật sự là một người thầy, không chỉ là một người thầy, nói đây là thầy luôn gần gũi, thầy như một người, phải nói anh em cầu thủ cảm nhận như đây là một cái gia đình rất là nhỏ. Thầy luôn động viên, có thể là thường xuyên sang phòng của Quang Hải hay là sang phòng của các cầu thủ chia sẻ động viên, đấy là một trong những cái niềm tin. Còn về chuyên môn thì mọi người đều biết thì tất cả nó là thành tích, thì mình chỉ cần nhìn vào thành tích thì là huấn luyện viên giỏi, người ta đạt được thành tích thì không cần gì phải bàn cái. Thật sự để nói với thầy Park thì có rất là nhiều kỷ niệm, không riêng thì cá nhân em mà tất cả anh em đều có quá nhiều kỷ niệm với thầy Park trong suốt thời gian làm việc vừa qua. Thì điều em ấn tượng nhất là cái sự gần gũi, thầy luôn tin tưởng em và luôn truyền cho em được cái động lực em vào sân em có thể làm được, và mình có khả năng và mình sẽ phải thể hiện hết khả năng của mình. Quang Hải và Văn Quyết có muốn nhắn nhủ điều gì tới khán giả truyền hình không? Em mong rằng là khán giả Việt Nam, những người yêu bóng đá cũng như là toàn người dân Việt Nam sẽ luôn ủng hộ và sát cánh cùng đội tuyển trong thời gian tới, và đấy sẽ là động lực để bọn em tiếp tục cố gắng thi đấu đạt những thành tích tốt để dành tặng người hâm mộ. Phải nói thật sự là đến thời điểm hiện tại cũng rất là vui mừng khi đội đã đạt được một cái chức vô địch mà 60 năm. Thì đấy là một cái tín hiệu rất là mừng đối với bóng đá Việt Nam. Thì Quyết mong rằng là đội tuyển sẽ luôn luôn duy trì cái sức mạnh tập thể để đạt được những cái thành tích mới trong tương lai, và luôn luôn mong khán giả hãy luôn luôn ủng hộ và dõi theo đội tuyển với một cái tình yêu. Cảm ơn Văn Quyết và Quang Hải vì đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Việt Nam. Chúc cho Văn Quyết và Quang Hải sẽ đạt được mục đích của mình, và chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ có được sự chuẩn bị tốt nhất trước thềm Asian Cup 2019. Vâng, dù chỉ được nghỉ ít ngày thôi, thế nhưng Văn Quyết và Quang Hải đã dành thời gian cho bản tin 360 độ thể thao. Chúng ta vừa đến với những chia sẻ của những cầu thủ thi đấu trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng trong hành trình lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay thì chúng ta phải nhắc tới những cái tên thi đấu ở hàng phòng ngự. Ở độ tuổi 21, trung vệ Đình Trọng đã có một kỳ AFF Suzuki Cup đầy xuất sắc và bản lĩnh. Tuy nhiên, trong trận chung kết lượt về thì Đình Trọng đã gặp phải chấn thương và nhiều khả năng sẽ phải sang Hàn Quốc để điều trị trong thời gian tới. Theo thông tin mới nhất, trung vệ Đình Trọng của đội tuyển Việt Nam đã gặp chấn thương lệch xương bàn chân phải trong những ngày diễn ra AFF Suzuki Cup năm 2018. Tuy nhiên, Đình Trọng vẫn nén đau để thi đấu trọn vẹn giải đấu. Dự kiến Đình Trọng sẽ sớm đáp chuyến bay sang Hàn Quốc để điều trị chấn thương. Tại đây, Đình Trọng sẽ phải trải qua ca phẫu thuật để ổn định lại vết thương, và dự kiến anh phải mất tối thiểu 1 tháng để bình phục. Như vậy, trung vệ 21 tuổi này sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động mừng chiến thắng nào của đội tuyển Việt Nam, và nhiều khả năng lỡ hẹn với giải đấu tiếp theo là vòng chung kết Asian Cup năm 2019.